mỗi con sông là nguồn mạch của sự sống, khởi nguồn của thịnh vượng. Trên thế giới, các thành phố như Seoul, Thượng Hải, London, New York đang phát triển mạnh mẽ và vươn mình kiêu hãnh bên những dòng sông. Sự mở rộng về hai phía bên bờ sông với những cây cầu, đầu tư và phát triển thịnh vượng cùng vượng khí dồi dào bên đôi bờ dòng sông trở thành một xu thế tất yếu của cuộc sống hiện đại. Tại Singapore, đất nước được mệnh danh là con rồng châu Á. Trước đây, con sông Singapore, huyết mạch của đất nước, bị ô nhiễm. Chính quyền Lý Quang Diệu bắt đầu chiến dịch làm sạch sông Singapore. Mục tiêu là trong một thập kỷ, con sông này phải trở nên diễm lệ và trong lành. Và cũng đúng như cam kết của những người cầm quyền, con sông này đã hồi sinh. Cũng từ đây, Singapore vươn mình kiêu hãnh với bạn bè Nam Châu trước sự ngỡ ngàng của quốc tế. Ngày nay, hai bên bờ sông cùng song hành phát triển với những khu ngân hàng thương mại và các công ty tài chính lớn nhất của Singapore và của khu vực. Sông Hồng, dòng sông của thủ đô, đã trải qua bao biến thiên của lịch sử. Năm 1902, Pháp dựng cầu Long Biên qua sông Hồng đã khiến người dân An Nam vốn quen với những con đò phải ngỡ ngàng. Đôi bờ đã trở nên gần lại, làm thay đổi cả ý niệm của con người khi đó về sự văn minh và hiện đại đương thời. Trải qua quá trình lịch sử, những cây cầu vượt sông Hồng lần lượt được xây dựng nhiều hơn và hiện đại hơn, kết nối những khoảng không gian phía hai bên sông lở bồi. Khoảng cách địa lý rút ngắn cũng đồng nghĩa thuận lợi về giao thông, thúc đẩy sự phát triển cả về kinh tế, văn hóa giữa hai bên bờ sông Hồng. Đôi bờ sông Hồng ngày nay đang ngày càng phát triển với sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, diện mạo của vùng ven sông đang được thay đổi từng ngày với những công trình mới. Quy hoạch từ nay đến năm 2030, hàng loạt cây cầu vượt sông Hồng sẽ tiếp tục mang tới sự khởi sắc cho dòng sông. Đôi bờ sông Hồng đang dần thay đổi và quan niệm của các cư dân hiện đại cũng đang dần đổi thay. VinCity, thành phố văn minh, hiện đại phía đông Hà Nội sẽ góp phần vào sự đổi thay từng ngày của sông Hồng và cuộc sống của cư dân đôi bờ. VinCity được quy hoạch đã chứng minh rõ xu thế mới. Đặc khu căn hộ đẳng cấp trở thành nơi hàng ngày trở về của những cư dân thành đạt. Gia Lâm bây giờ là một phần thương hiệu của Hà Nội. Những cây cầu bắc qua sông Hồng cùng với sự có mặt của đại đô thị kiểu mẫu VinCity là bệ phóng để vùng đất phía đông thủ đô bứt phá mạnh mẽ, kiến tạo nên những thành phố văn minh thịnh vượng.